Nam mô Thích Thiết Lập Đó Di Môn Ma Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ca Lăng Đà Bà Nam mô Na Ra Cần Trì Hương Điện Ma Bà Đà Sa Mê Tát Bà Tha Độ Vô Bằng A Thời Dân Tha Quân Bà Tát Nam Ma Bà Dạ Ma Phật Đặc Đông Đất Địa Thang Ha Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Đệ Ma Ha Bồ Đề Tát Đo Tát Bà Tha Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Đi Đại Dựng Câu Lô Kiết Mông Độ Lô Phật Xà Gia Đế Ma Ha Phật Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Địa Ni Thất Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Phật Ma Ra Một Đế Lợi Thi hai di hai thất na ra xong Phật ra sa lợi ra Phật xong Phật ra sa gia hồ ma ra hồ đệ ta ra tất đệ tố rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đấy thì na ra cần trì địa sắc ni na ba gia ma na ta ba ha tất đại gia ta ba ha tất đại dụng người các bạn đại gia ta ba ha ma ha ra ta ba ha tất ra tăng ngầm một cái gia ta ba ha ta ba ma tất đại gia ta ba ha gia quốc ra tất đại gia ta ba ha ba đạo minh tất đại gia ta ba ha nam mô bát ra đất na ta ta gia gia nam mô a di đà và lâu tế thứ bạn đại gia ta ba ha Hán tắc điện đô mạng đa ra và đại dạ ta và hán tắc điện đô mạng đa ra và đại dạ ta và hán tắc điện đô mạng đa ra và đại dạ ta và ha còn pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi nguyện xin tiếp quán thế âm bồ tát đèn đạo sẵn xét hãy xin tự quy dân các bạn trong đường hài lòng cho tất cả và con của bạn kính tôn chúng con hành lòng thường hàng lạc gia đạo được bình an làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi nguyện đem công đức trị tụng một kiếm chúng đại bi hồi hướng cho bà nội con Bùi Thị Tiến nhận thọ 97 tuổi được siêu sanh về cõi Tây Phương cực lạc thế giới đại từ đại bi xin tiếp dẫn dung hồn A Di Đà Phật Nam Mô tiếp dẫn dung hồn A Di Đà Phật Nam Mô tiếp dẫn dung hồn A Di Đà Phật nguyện xin đức quán thế âm bồ tát đèn trời soi xét xin tự quy gia hộ Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát Nam Mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật con cúi đầu đảnh lễ đức thánh mẫu bà cố đức thánh mẫu phật bà Nam Mô A Di Đà Phật hôm nay với lòng thành kính con pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi có thỉnh dầu lưu ly về miếu để phụng sự tam bảo thắp mà dầu hàng ngày con cũng xin đức thánh mẫu bà cố xin ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con thân tâm thường an lạc gia đạo được bình an làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi tai qua nạn khỏi nghiệp chướng tiêu trừ Nam Mô A Di Đà Phật con cũng nguyện xin một biến bát nhã tâm kinh nguyện đem công đức hồi hướng cho con con nguyện xin đem công đức này hồi hướng xin đức thánh mẫu đức bà cố đèn trời soi xét Nam Mô A Di Đà Phật Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa thông kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chữ kiến ngụ quẩn dây không độ nhất thiết cầu ách xa lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệu phục như thị xa lợi tử thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất có bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trung vô sắc thọ tưởng hành thức vô nhận nhị tỷ tiệt thân ý vô sắc thanh thương diệt xuất pháp vô nhận giới nại trí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận nại trí vô lậu tự diệt vô lậu tự tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc có bồ đề tất đói bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cô tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú hằng trần nhất thiết cầu ách cô thiết bát nhã bà la mật đa chú thức thiết chú diệt yết đế đế bà la yết đế bà la tăng yết đế bồ đề tát bà hai yết đế đế bà la yết đế bà la tăng yết đế bồ đề tát bà hai yết đế đế bà la yết đế bà la tăng yết đế bồ đề tát bà hai nam mô a di đà bà già na tha già na tha di già tha di thì cô bà thầy di thì đa thức tam thầy di thì đa thì ca lăng đế a di thì đa thì ca lăng đa già di nì già già na chế đa ca lợi tát bà hai nam mô a di đà bà già na tha già na già na di già tha di thì cô bà thầy A Di Đà Đa Tức Đa Mà Thầy A Di Đà Đa Thì Ca Lăng Đấng A Di Đà Đa Thì Ca Lăng Đa Và A Di Đà Dạ Dạ Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà Ha Nam Mô A Di Đà Phật và con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu và cố xin đèn trời soi xét Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật và con pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi hôm nay về miếu với lòng thành kính con xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét trên ban cho đặng một thầy sâm tốt một thầy sâm ngày mùng 1 số mai mùng 2 đầu tháng dương lịch ngày 1 tháng 7 dương lịch nguyện xin đức thánh mẫu đức phật bà đèn trời soi xét ban cho một thầy sâm tốt một thầy sâm ngày 1 tháng 7 dương lịch năm 2024 năm giáp thìn nguyện xin đức thánh mẫu đức phật bà ban cho một thầy sâm cầu được cái tài cái lộc số trong thầy sâm có cái lộc trùng khớp với lợi ngày thứ hai đầu tuần đài thì đại thứ hai đầu tuần đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau
chung có miền Bắc miền Trung về trùng khớp có cái lộc để bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái ân đức của bà mua tờ giấy số cầu cái lộc may mắn ngày mùng 1 xuống mai mùng 2 đầu tháng dương lịch năm 2024 xin ban đặng cho một cái thanh tốt số tại xong con cũng vừa lắc ra được con quay vào trong con trình lễ Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà độ cho số tại xong này cầu được cái tài cái lộc ngày mùng 1 tháng 7 dương lịch năm 2024 miền Nam ngày thứ hai đầu tuần có cái lộc trùng khớp với đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau đương có miền Bắc miền Trung con nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà độ cho mua gì là Phật số tại xong là số tại xong là số 08 các bà con ha số tại xong là số 808 số 08 rồi bà con ha 208 thứ hai đầu tuần 08 208 ha mọi gì là Phật con xin để vào trong bát nhang con xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà độ cho để bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc ngày thứ hai đầu tuần 08 208 con cũng xin để vào trong bát nhang và con cũng xin Đức Thánh Mẫu cho con qua bên miếng của bà kế bên con xin năm mẹ ngũ hành thêm một thẻ xong để cho bà con cô bác trên kênh của con có được cặp lộc tham khảo mua ngày giấy số ngày thứ hai đầu tuần ngày mùng 1 xuống mai mùng 2 đầu tháng nhờ ơn đức của bà độ cho Nam Mô A Di Đà Phật xin Đức Thánh Mẫu đàn trời soi xét xin Đức Thánh Mẫu độ cho Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật con cúi xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà năm đàn trời soi xét con vừa xin được số thẻ xong là số 08 con cũng xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà độ cho số thẻ xong 08 208 có cái lộc ngày mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng ngày 1 tháng 7 dương lịch năm 2024 xin Đức Thánh Mẫu cho con xin được thánh keo số 08 bà cười bà chiêu an ha con xin lần nữa Nam Mô A Di Đà Phật cúi xin Đức Thánh Mẫu độ cho số thẻ xong 08 có được cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần trùng khớp với đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau đi có miền Bắc miền Trung 08 về trùng khớp với lời đài thành phố Đồng Tháp Cà Mau miền Nam là chính sao nữa miền Trung miền Bắc ngày 1 tháng 7 dương lịch năm 2024 xin Đức Thánh Mẫu cho con xin được thánh keo hai lần được thánh keo và con cũng cúi đầu lãnh lễ Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà xin Đức Thánh Mẫu độ cho Nam Mô A Di Đà Phật qua bên Đức Phật Bà năm mẹ ngũ hành con xin thêm một thẻ xăm để cho bà con có thêm cái sự lựa chọn Nam Mô A Di Đà Phật mới thêm Nam Mô A Di Đà Phật rồi mến chào tất cả bà con cô bác ha chúc tất cả bà con cô bác cùng với giác lợi thành tâm khấn nguyện xin cái lộc được Phật Bà với lời năm mẹ ngũ hành được Ngọc Hoàng Thượng Đế ha giác lợi thành tâm xin cái lộc cho bà con nha Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật con cúi đầu đảnh lễ Đức Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế các vị Long Thần Long Thiên Hộ Miếu xin ban cho các bà con cô bác trên kênh của con một thẻ xăm cầu được cái tài cái lộc may mắn ngày 1 tháng 7 dương lịch năm 2024 để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc tham khảo theo số thẻ xăm mua tờ giấy số ngày thứ hai đầu tuần xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành đèn trời soi xét xin ban độ phước quan lộc cho một thẻ xăm tốt đây là số thẻ xăm mà may mắn con thành tâm quay vào trong trình lễ con xin Đức Mẹ Phật Bà năm mẹ ngũ hành Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế các vị Long Thần Long Thiên Hộ Miếu xin độ cho số thẻ xăm này có được cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần ngày 1 tháng 7 dương lịch năm 2024 để bà con được hưởng cái lộc Nam Mô A Di Đà Phật con cũng trình lễ xong con xin đón nhận số thẻ xăm hôm nay xong úp không bà con số 12 nha bà con ha số thẻ xăm là số 12 212 Nam Mô A Di Đà Phật để dắt lại xin keo ha Nam Mô A Di Đà Phật số thẻ xăm là số 12 212 nha bà con ha số thẻ xăm là số 12 212 ha 12 nha bà con ha 12 nha số 12 212 ngày thứ hai đầu tuần xong úp không nha nãy giờ dắt lại xin toàn xong úp không nha bà con ha Nam Mô A Di Đà Phật hôm nay dắt lại xin xong úp không Nam Mô A Di Đà Phật con cũng cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành các vị Long Thần Long Thiên Hộ Miếu con vừa xin được số thẻ xăm 12 cho ngày 1 tháng 7 dương lịch năm 2024
Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu xin ban cho số thai sâm này có cái lọc miền Nam đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau ngày thứ hai đầu tuần về miền Nam rực rỡ, về đầu về đặc biệt, về trong lô sau nữa miền Trung, miền Bắc. Xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu cho con xin được thánh keo số 12 có cái lọc ngày 1 tháng 7 dương lịch. Quay về đạo Phật. Bà cũng cười nữa ha. Rồi giật lại xin lần nữa nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu, con cũng nguyện xin Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đàn Trời Sâu Xét xin ban cho số thai sâm 12, 212 có cái lọc ngày thứ hai đầu tuần về cả ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, để bà con được hưởng cái lọc ngày 1 tháng 7 dương lịch năm 2024. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, hai lần được thánh keo bà con ha. Hai lần được thánh keo ha. Đó, giật lại xin hai lần được thánh keo ha. Giác lợi hồi keo nha. Giác lợi xin hai lần được thánh keo. Thì bà con cô bác anh chị em nào hợp thì mua tờ giấy số cầu được khai lộc may mắn ngày 1 tháng 7 ngày đầu tháng, ngày mùng 1 số mai, mùng 2 đầu tháng. Giác lợi cũng nguyện cầu kính chúc cho tất cả bà con cô bác anh chị em trên kênh xem kênh thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con cô bác anh chị em nào xem kênh thấy hữu ích có thể chia sẻ kênh giúp Giác Lợi, có thể cho Giác Lợi một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ kênh nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Giác Lợi nguyện cầu kính chúc cho tất cả bà con cô bác luôn được niềm vui, gia đạo luôn được bình an, làm ăn luôn gặp nhiều điều may mắn, thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Giác Lợi đủ phước đức duyên lành, Giác Lợi niềm vui, Giác Lợi thành tâm xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em. Giác Lợi cũng nguyện cầu kính chúc cho tất cả bà con cô bác anh chị em may mắn, thành công tốt đẹp hơn trong cuộc sống nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con thành tâm cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, nguyện xin ban cái phước cái lộc cho con đầy đủ phước đức nhân duyên, cho con có cái duyên đi sinh lộc hàng ngày về trúng ngày trúng giờ để bà con được hưởng cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Đức Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, con cũng vừa xin bên miếu bà Nam Mẹ Ngũ Hành được số thai sâm là số 12, và con xin Đức Thánh Mẫu được số thai sâm là số 08, con xin hầu số thai sâm 08, số thai sâm 08 cho ngày thứ hai đầu tuần ngày 1 tháng 7 dương lịch năm 2024, số 08 12. Con cũng xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ ban cho 08 12 được cái lộc lớn để bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bà con cô bác anh chị em nhớ cặp lọc ha, 08 12 nha, 08 12 hôm nay là xong úp hết ha. Giác Lợi nhắc bà con nhớ nha, 08 12 hôm nay xong úp hết ha. Bà con cô bác anh chị em nào thích 08 thì mua 08, thích 012 mua 12. Giác Lợi xin hai lần đều được thánh keo, lần thứ hai được thánh keo hết ha. Anh nhớ nha, hai nhớ 212 dùm cho Giác Lợi ha, xong này xong úp ha bà con nha. Bà con cô bác anh chị em nhớ dùm cho Giác Lợi, xong úp hôm nay xong úp hết nha. Giác Lợi nguyện cầu kính chúc cho tất cả bà con cô bác anh chị em ở trên kênh xem kênh thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chúc tất cả bà con may mắn nha, thành công trong công việc. Nam Mô A Di Đà Phật. Cúi xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an. Ai bị tâm tai phạm thế tế xem video này thấy được thiên thân của bà, xin bà độ và ban cho chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Đàn Trời soi xét xin độ cho Bùi Thị Tím, sinh năm 1928, từ trần lúc 9:30 ngày 14 tháng 5 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin tiếp dẫn độ cho bà, dông hồn bà được siêu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự Giác Lợi, cúi đầu đảnh lễ với lòng thành kính, nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Đàn Trời soi xét. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà ban độ phước ban lộc cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em trên kênh ha. Chúc tất cả bà con cô bác anh chị em ngày đầu tháng may mắn có được cặp lộc 08 12 nha. Bà con nhớ 08 12 ha. Xin chào tạm biệt nha.